Trên tuyến đường DH60 nối từ quốc lộ 38 đi qua địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi sang huyện Kim Động, có đoạn cua lớn rất nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là đoạn từ trạm bơm thôn Đặng Xuyên chạy gần đến trụ sở Ủy ban dân xã. Đoạn đường này do độ cua cao nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhiều năm nay. Đã có tới 5 vụ tai nạn chết người và nhiều vụ tai nạn thương tích. Gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm xảy ra cuối tháng 5 năm 2023. Từ 2008 tới đây thì cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt là những cái vụ tai nạn mà gây chết người thì cũng phải tầm 5-6 vụ. Đặc biệt vừa qua thì tháng 5 năm 2023 thì đã xảy ra vụ tai nạn chết ngay tại vị trí đây. Nguyên nhân là do đoạn đường này có đoạn cua gấp, các phương tiện qua đây nếu không làm chủ tốc độ sẽ rất dễ bị lao xuống rãnh nước. Thực tế, tất cả các vụ tai nạn giao thông ở đây đều tự nạn khi không kịp giảm tốc độ, nhất là những người ở nơi khác tham gia giao thông qua đoạn đường này. Kiến nghị là các cơ quan chức năng ấy, sau này là sẽ mở rộng cái cung đường này ra cho cung đường nó đỡ gấp. Cái thứ hai nữa là thiết kế cấu tạo đường làm sao nó nghiêng về bên bờ sông, thì là trinh theo bờ sông thì để theo một cái kết cấu làm sao mà nó đảm bảo cái an toàn giao thông, đồng thời là lắp đặt các biển báo và gờ giảm tốc để giảm thiểu cái tốc độ. Hiện nay tuyến đường này đang được huyện triển khai thi công sửa chữa và nâng cấp. Từ những vụ tai nạn thương tâm trên, cử tri xã Đặng Lễ kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi và đơn vị thi công có các giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn xã, tạo sự yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này.